bánh mì ở đây có 3 đồng một bộ à? Trời đất. Trời ơi, bánh mì có 3 đồng một bộ. Cơm chị các loại mắm, nước mắm, mắm tôm, đặc biệt là cái dàn mắm nêm, mắm tôm bắc nè, đủ loại luôn, tương chân su, mắm nêm nè, mắm nêm đủ loại, mắm nêm đặc biệt, mắm nêm super, mắm nêm Phú Quốc, mắm nêm nguyên con luôn nè, ngon quá. Với lại mắm là chao nè, chao môn, cái chừng rớt nha, nước chung baby hả? Có rồi, mami mua rồi, mami mua rồi. Mắm tép đồng quê, mắm ruốc xào sả ớt luôn, làm sẵn luôn, về chân dít ra ăn thôi. Mua thử một củ về ăn thử coi. Mắm ruốc trà, mắm ruốc đặc biệt, dưa mắm, cà pháo tương ớt, đậu chua, mắm thái đủ đủ luôn. Ở bên Mỹ này đâu có thiếu gì nữa đâu. Bà năm kali nè, ớt xay chay, mắm tôm chua ngọt. Ở bên Houston này chỉ thiếu tiền thôi. Đó, mắm sặc xay, cái này mua về nấu lẩu mắm nè. Bỏ vô là nấu thôi, khỏi cần nêm nếm gì hết. Tôm bắc thôi, mình hơi chóng mặt luôn. Đây có cái gian hàng thịt, có cá ướp sẵn, cái này là bọc tôm, cái này đỏ là huyết nè, huyết tươi luôn nha, huyết ở đây rất là ngon. Đây là cá, thịt thì đặt heo nè, đuôi heo nè. Nó lòng heo nè. Vợ nhỏ kia nó vớt nguyên cái thùng, đóng nguyên thùng đem về nữa. Đóng gì? Giờ lấy cái thùng đóng, đóng thùng đem về. Thú quá à. Muối ớt đặc biệt. Rồi cơm hả? Bánh bột chiên này mua về cắt chiên thôi. Đây là thức ăn làm sẵn nè. Bánh bò nè, bánh bèo, bánh bèo. Ồ,
chả Quế, chả Thanh Bình luôn rồi. Chả chả này giờ chợ này làm luôn hả? Sữa nữa nè, vú sữa là 10 đồng 99 pound, 25.